X11 Story mến chào các quý vị thính giả. Tào Tháo coi Lưu Bị là địch thủ lớn nhất trong cuộc chiến giành thiên hạ, đối đãi cực hậu với Quan Vũ vì mến tài đức của Võ Thánh, từng cảm thán sau đại bại ở Xích Bích với sự tiếc nuối về việc Quách Gia mất sớm. Nhưng cả đời Tào Tháo chỉ phục duy nhất một người, người từng có thời gian gắn bó với Tháo, rồi trở thành đối thủ của Tháo và cuối cùng chết bởi tay Tháo. Đó là Trần Cung, trong bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn La Quán Trung, nói rằng Tào Tháo hành thích Đổng Trác không thành, bèn lên ngựa ra roi chạy thẳng, muốn trở về quê. Trên đường đi qua huyện Trung Mâu ở Tiêu Quận, Tào Tháo bị Trần Cung huyện lệnh Trung Mâu bắt giam. Khi vào nhà lao thăm Tào Tháo, ông có cảm tình với họ Tào vì lòng chung với nhà Hán trừ gian thần Đổng Trác, nên Trần Cung treo ấn tử quan, thả và bắt đầu đi theo Tào Tháo. Trên đường trốn chạy, Tào Tháo và Trần Cung được một người bác nuôi là Lã Bá Sa đối đãi rất hậu. Nhưng với bản tính đa nghi của mình, Tháo đã giết cả nhà Lã Bá Sa trước khi biết rằng tiếng mài dao và lời đối thoại dưới bếp trói vào rồi mới giết, mà họ nghe được từ gia nhân là nói về việc thịt lợn. Hai người sau đó lại gặp Lã Bá Sa đi mua rượu trở về. Trong lúc Trần Cung đang hoảng sợ không biết tính sao thì Tào Tháo giả vờ tiến đến chào hỏi rồi rút kiếm, giết luôn Lã Bá Sa. Lời giải thích về hành động dã man này trở thành câu nói nổi tiếng của Tào Tháo: "Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta", khiến Trần Cung thất vọng sâu sắc vì đã từng tin phục Tào Tháo trước đây. Tuy nhiên, nhiều sử gia nghi ngờ vấn đề này, vì sử sách không chép rõ viên huyện lệnh Trung Mâu có phải Trần Cung hay không. Theo sử sách ghi chép, Trần Cung, không rõ năm sinh nhưng mất năm 199 sau công nguyên, tự Công Đài là người Đông Quận, thuộc Duyện Châu, nay là phía nam huyện Tân, Sơn Đông. Sách Điển Lược mô tả ông là người tráng liệt cứng cỏi. Thời trẻ, ông là người có tiếng, những kẻ sĩ nổi danh trong nước đều đến kết giao. Khi loạn lạc nổi ra, Trần Cung lúc đầu theo Tào Tháo vào khoảng năm 190. Năm 192, Thứ sử Duyện Châu Lưu Đại chết trận trong lúc chinh phạt quân Khăn Vàng. Trần Cung lúc dưới trướng Tào Tháo đã hiến kế giúp Tào Tháo lấy được Duyện Châu bằng con đường giao thiệp, thu phục được mấy chục vạn quân mà không mất một mũi tên hòn đạn. Có thể nói, quan hệ của hai người lúc đó vô cùng thân thiết. Trần Cung còn hy vọng cùng Tào Tháo làm nên nghiệp bá vương. Tào Tháo làm Thứ sử Duyện Châu, mang quân sang Từ Châu, phía Bắc Giang Tô ngày nay, đánh Đào Khiêm vì cho rằng Đào Khiêm gây ra cái chết của cha mình là Tào Tung. Năm 194, thấy Tào Tháo tàn sát nhiều người vô tội ở Từ Châu, Trần Cung thất vọng về Tào Tháo nên quyết định bỏ họ Tào theo Lã Bố. Sau cung theo Lã Bố giúp bố lừa Lưu Bị đánh úp lấy Hạ Bì, chiếm Duyện Châu. Trần Cung theo Lã Bố, cương quyết chống Tào Tháo và trở thành mưu sĩ giúp Lã Bố nhiều lần đánh bại quân Tào khiến Tào Tháo rất lo lắng. Chiến công lớn nhất của ông, dù là hư cấu, là trận Bộc Dương ở hồi 12. Trần Cung hay bày kế giúp Lã Bố nhưng đáng tiếc bố thường không theo kế của ông nên cuối cùng phải chịu hòa diệt thân. Năm 198, Tào Tháo khởi đại quân đến giúp Lưu Bị đánh Từ Châu. Cung khuyên Lã Bố đem quân kỵ ra chặn đường vận lương của Tào Tháo, còn ông và Cao Thuận hợp sức giữ thành. Nhưng bố nghe lời gièm pha của vợ, chần chừ không quyết định để lỡ mất thời cơ. Quân Tào đến vây áp thành Hạ Bì. Trần Cung khuyên Lã Bố, tướng quân đem quân bộ kỵ ra đóng đồn gây thanh thế ở ngoài, còn cung đem quân còn lại đóng giữ ở trong. Nếu Tào Tháo hướng đến tướng quân thì cung dẫn quân ra đánh mặt sau, còn nếu đến công thành thì tướng quân đánh cứu ở ngoài, như thế không quá một tuần thì lương thực của Tào Tháo tất hết, sẽ đánh phá được thôi. Lã Bố cho là phải, định thi hành, nhưng sau lại nghe lời vợ, nên không dùng kế của cung. Thành Hạ Bì bị vây bức trong 2 tháng, đến tháng thứ 3 Tào Tháo cho khơi sông Nhi và Tứ, làm ngập lụt cả Hạ Bì, quân Viên Thuật thì không đến cứu. Tình hình nguy cấp, các thuộc tướng của Lã Bố chia rẽ. Ba tướng Hầu Thành, Tống Hiến, Ngụy Tục bắt trói Trần Cung rồi đem quân bản bộ ra hàng Tào. Lã Bố chạy lên lầu Bạch Môn rồi cuối cùng cũng bị quân Tào vây ngặt phải đầu hàng. Khi bắt được Trần Cung, Tào Tháo hỏi ông: "Khanh bình sinh tự cho là mưu kế có thừa, nay lại thế nào?" Trần Cung ngoảnh về phía Lã Bố nói: "Chỉ là người ngồi kia không theo lời cung nên đến nỗi này. Nếu hắn nghe theo thì chẳng bị bắt vậy." Tào Tháo cười nói: "Việc hôm nay phải làm thế nào?" Trần Cung đáp: "Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, tự biết phải chết." Tào Tháo hỏi về mẹ già. Trần Cung nói: "Cung nghe nói kẻ dùng đạo hiếu để trị thiên hạ thì không giết người thân của người khác, mẹ già còn hay mất là do ở Minh Công vậy." Tào Tháo lại hỏi về vợ con. Trần Cung nói: "Cung nghe nói kẻ dùng lòng nhân để quản bốn cõi thì không giết người nối dõi của người khác, vợ con còn hay mất cũng do ở Minh Công vậy." Nói xong, Trần Cung tỏ ý sẵn sàng chịu chết. Ông một mình hiên ngang đi ra pháp trường, không dừng lại dù Tháo níu giữ. Hành động cương liệt của Cung khiến Tào Tháo rơi lệ đưa tiễn. Sau khi Trần Cung chết, Tào Tháo không quên lời hứa của mình. Ông cử người đón mẹ già của Trần Cung về phụng dưỡng mãi cho tới khi bà qua đời. Con cái của Trần Cung sau khi trưởng thành cũng đều được Tào Tháo lo chuyện hôn sự. Sự quan tâm, chăm sóc của Tào Tháo với người nhà Trần Cung còn chu đáo hơn cả khi Trần Cung còn sống. Chuyện này không chép trong Tam Quốc Chí, mà chép trong Lã Bố Chuyện, Bùi Tùng chi dẫn trong sách Điển Lược.
Tào Tháo tha chết và an bài thỏa đáng cho thân nhân của Trần Cung chủ yếu xuất phát từ ba lý do dưới đây. Thứ nhất là, Trần Cung đã đánh trúng vào mục tiêu đánh bóng tên tuổi của Tào Tháo. Trong màn đối thoại nói trên, có thể thấy Trần Cung dùng rất nhiều lời hoa mỹ. Ví dụ như, dùng đạo hiếu để trị thiên hạ, dùng lòng nhân để quản bốn cõi, thậm chí còn gọi Tào Tháo là Minh Công. Những lời này mặc dù đều dễ nghe, nhưng được nói ra bởi Trần Cung ở vào thời điểm sắp bị hành quyết lại không hề mang tính chất nịnh nọt, cũng không hề mất đi khí tiết của vị mưu sĩ này. Trần Cung thực chất biết rằng Tào Tháo muốn gây dựng thanh thế, liền lợi dụng điểm này để tung ra những lời nói trên, từ đó cố ý dồn Tào Tháo vào thế bí, khiến vị quân chủ này không thể hạ sát gia đình mình nếu không muốn mất mặt. Về phần Tào Tháo, một mặt vì muốn đánh bóng tên tuổi, mặt khác lại không thể để mất thể diện chỉ vì một việc nhỏ này, cho nên ông chẳng những không giết người nhà họ Trần mà còn hậu đãi họ để sao cho đáng mặt đấng, Minh Công, xứng đáng là một người, dùng đạo hiếu để trị thiên hạ, dùng lòng nhân để quản bốn cõi. Thứ hai là, Tào Tháo muốn lợi dụng việc làm này để chiêu mộ kẻ sĩ trong thiên hạ. Việc tha chết và hậu đãi thân nhân của một người từng phản bội mình sẽ khiến Tào Tháo được người đời đánh giá là bậc đại nghĩa, là người trọng tình. Những danh sĩ trong thiên hạ vì vậy sẽ càng muốn quy thuận ông. Hơn nữa, việc làm nói trên cũng được xem là phù hợp với đạo đức chiến tranh vào thời đó. Bởi lúc bấy giờ, việc giao chiến vốn là chuyện giữa đàn ông với đàn ông, ai vì chủ nấy, không nên can dự tới gia quyến, đặc biệt là nữ quyến và trẻ nhỏ. Việc tuân thủ đạo đức chiến tranh này dù cho không mang đến được bao nhiêu lợi ích thiết thực, nhưng lại giúp Tào Tháo dễ dàng có được danh tiếng, khiến cho càng nhiều người muốn nương nhờ dưới trướng ông. Ngược lại, nếu quá thẳng tay đuổi cùng giết tận, Tào Tháo thậm chí có thể cho kẻ khác có được lý do tiêu diệt mình để trừ họa. Một người luôn coi trọng ngoại giao như vị quân chủ này chắc chắn sẽ không để bản thân phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Thứ ba là, Tào Tháo quả thực coi trọng mối giao tình với Trần Cung. Trên thực tế, Trần Cung dẫu sao cũng từng là công thần cũ của Tào Tháo. Thậm chí vị mưu sĩ này còn từng giúp ông lấy được Duyện Châu bằng con đường giao thiệp. Đây được xem là một bước đi chiến lược cho sự gia tăng quyền lực của Tào Tháo về sau. Vì vậy, Tào Mạnh Đức dù hành quyết Trần Cung nhưng ít ra vẫn coi trọng tình xưa nghĩa cũ, không cạn tàu giáo máng tới mức hạ sát cả người nhà của vị công thần này. Thực tế lịch sử đã chứng minh, trong thời đại mà việc sinh tử phân tranh đã trở nên quá mức bình thường như thời Tam Quốc, người có trí khôn, người biết hành thiện đều vô cùng đáng quý. Cho nên có nhiều khi, học cách thỏa hiệp để dừng lại đúng lúc mới thực sự là khôn ngoan. Tào Tháo hiểu được điều này, vì vậy dù cho lấy mạng Trần Cung nhưng vẫn hậu đãi người nhà của ông tới cùng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.